Mọi người, đây là cái trò ra gần bên super một game V2 bạn nha. Trong game này mình sẽ chơi cái game này các bạn, và bạn hãy sẽ lựa chọn nhân vật để mà chơi bạn nha. Đó, bắt đầu thôi thì mình sẽ chơi cái nhân vật này. Hai nhân vật từng được đấu với nhau. すぐにわかるさ。